luyện thể thao và Quý xem việc tập luyện như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thì trước đây Quý hay tự tập yoga và tập luyện một mình và tham gia thử thách thay đổi hình thể là động lực tuyệt vời để Quý có được hình thể đẹp nhất như mơ ước, và Quý đặt ra mục tiêu thật cao để tự tạo áp lực cho bản thân. Thì những ngày đầu vừa tập luyện thì do cơ thể chưa quen với vận động cường độ cao thì Quý dễ bị hụt hơi cũng như là đau nhức cơ. Nhưng ngày qua ngày thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn, sức bền được cải thiện rõ rệt. Thì Quý cảm giác như là mình chiến thắng bản thân mỗi ngày vậy. Bình thường thì Quý hay tập một mình nên rất là dễ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng mà từ khi tập luyện với huấn luyện viên thì chỉ cần sao nhãng một tí là huấn luyện viên nhắc nhở ngay. Bên cạnh việc tập luyện thì vấn đề dinh dưỡng là một điều mà Quý rất là quan tâm. Ngoài một huấn luyện viên tập luyện thì Quý còn có một huấn luyện viên dinh dưỡng theo sát mình trong suốt 3 tháng tập luyện, tham gia thử thách. Vậy là Quý có hai người đồng hành lận. Thì ăn uống khoa học sẽ giúp việc tập luyện cũng như là tăng cơ giảm mỡ tốt hơn. Quý được ăn uống theo sở thích của mình, chỉ cần chụp hình các nguyên liệu và gửi cho huấn luyện viên thì sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn cách chế biến cũng như khẩu phần ăn phù hợp để nạp vào cơ thể. Thì Quý nghĩ sexy and amazing không phải là điều gì quá cao siêu. Khi mà mình trở thành phiên bản tốt nhất, hoàn hảo nhất và đẹp nhất của bản thân, đó là giây phút của hạnh phúc. Đây là người bạn đồng hành cùng Quý trong quá trình tập luyện để Quý theo dõi số đo sức khỏe mỗi ngày. Tham gia thử thách thay đổi hình thể để tìm thấy phiên bản tuyệt vời nhất và quyến rũ nhất của mình. Hãy cùng chờ đón sự trở lại của Quý sau 2 tháng nữa nhé.